cảnh báo an toàn liên quan đến sức khỏe của rất nhiều người. Mặc dù là chưa bùng phát thành dịch, song là bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Khánh Hòa đang được diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc mới diễn biến tăng nhanh trong 2 tháng gần đây. Và điều đáng nói là tình trạng lây lan của bệnh sốt xuất huyết rất nhanh do một bộ phận người dân vẫn chưa chủ động trong việc là phòng tránh chống bệnh. Trong khi đó thì diễn biến thời tiết hiện nay thuận lợi cho mầm bệnh sốt xuất huyết và lăng quăng, bọ gậy phát triển ngày một nhanh hơn. Bệnh nhân này bị sốt xuất huyết, đang có dấu hiệu cảnh báo phải điều trị ở phòng hồi sức tích cực. Trước đó do nghĩ mình chỉ bị cảm nên ông Tịnh đã tự mua thuốc về uống. Sau vài ngày bệnh không những không giảm mà còn nặng thêm nên phải nhập viện và sau đó phải chuyển lên tuyến trên để điều trị. Điều này tiềm ẩn nguy cơ xuất huyết các tạng, não, dạ dày, rối loạn đông chảy máu rất nguy hiểm. Khi sốt xuất huyết đến nặng ở cái giai đoạn mà suy đa tạng hoặc giai đoạn sốc xuất huyết, giai đoạn quá tải dịch truyền khi chuyển quá nhiều thì cái tình trạng mà hỗ trợ cấp cứu cho bệnh nhân rất là khó, là bệnh nhân dẫn đến diễn biến sẽ rất nặng và có khả năng là tử vong rất cao nếu mà bệnh nhân đến muộn và đã tự điều trị tại nhà. Ngoài trường hợp này, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Khánh Hòa cũng đã tiếp nhận và điều trị cho khoảng 9 ca sốt xuất huyết khác có dấu hiệu cảnh báo hoặc diễn tiến nặng, tăng từ 7 đến 8 ca so với những tháng trước đó. Đặc biệt, số ca mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện cũng đang tăng nhanh theo từng tháng. Nếu trong tháng 7 chỉ có 197 ca sốt xuất huyết phải điều trị tại bệnh viện, thì qua tháng 8, con số này đã tăng lên thành 256 ca. Trước những diễn biến phức tạp của bệnh sốt xuất huyết, ngành y tế tỉnh Khánh Hòa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống bệnh như tổ chức phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, diệt lăng quăng, bọ gậy, phun xịt hóa chất diệt muỗi. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Khánh Hòa về các chỉ số vector và phân bại tại các địa phương vẫn đang ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết.